Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, luận giải tử vi cho những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 7 âm lịch. Mỗi độ Tết đến xuân về thì hầu hết chúng ta đều đang rất tò mò về vận hạn của mình trong năm đó, và đặc biệt là khi mà tháng 7 tới thì chúng ta cũng rất tò mò. Qua việc xem tử vi cho những người tuổi Tý sinh năm 1960 sẽ giúp tất cả quý vị biết được vận hạn trong tháng 7 của mình, đặc biệt đó là tháng 7 âm lịch. Đồng thời, xem tử vi cũng là một trong những nội dung về truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Khi xem tử vi trong tháng 7 âm lịch tuổi Canh Tý sinh năm 1960, quý vị sẽ nắm bắt được vận tốt xấu của mình về các phương diện tài chính, công danh sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe. Và qua đó thì quý vị sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất cũng như là đầy đủ nhất để có thể có được may mắn, tài lộc và hanh thông trong tháng 7 này. Qua chương trình tử vi ngày hôm nay, thầy Gia Cát cũng đưa ra cho quý vị và các bạn những phương pháp hóa giải giúp cho con đường tài lộc và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết cho những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 7 âm lịch này. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người sinh vào năm Canh Tý 1960 có ngũ hành bản mệnh Bích Thượng Thổ, đất trên vách, thiên định. Những người tuổi Canh Tý bản tính hiền lành chất phác, được mọi người yêu mến và quý trọng. Người tuổi Canh Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ và trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác, khi trẻ của cải chưa có nhưng về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ vả. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy những người này luôn chọn cách tốt nhất. Và khi gặp tình huống nguy hiểm họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái người nào thì người đó được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm. Họ có tiền có của nhưng sẽ không phung phí sử dụng bừa bãi. Tháng này gia đạo của các bác rất tốt, hòa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ sung vầy, không xảy ra va chạm gì lớn khiến bản mệnh phải suy nghĩ. Gia chủ cần chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là cần phải cẩn trọng tai nạn bất ngờ xảy ra khi di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành lại. Thời tiết này đang giao mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này các quý vị gia chủ tuổi Canh Tý cần hết sức chú ý và cẩn trọng trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như là gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Tý sinh năm 1960 tháng 7 âm lịch, nếu vẫn đi làm, gia chủ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn thách thức trong công việc, đòi hỏi phải tổn hao nhiều công sức mà thành quả thu về chưa chắc đã đúng theo mong muốn, hung vận khá lớn, bản mệnh dễ dính vào họa thị phi, tranh cãi, vừa ảnh hưởng công việc, vừa khiến uy tín bị giảm sút. Nguyên nhân do chủ yếu từ việc gia chủ khó kiểm soát cảm xúc cá nhân, dễ nóng vội, phát ngôn có phần phóng khoáng khiến kẻ tiểu nhân nóng mắt tìm cách quấy phá và hãm hại. Tuy nhiên, cục diện bán tam hợp đem lại may mắn cho gia chủ, khó khăn hiện tại đồng thời cũng thúc đẩy tuổi Canh Tý nỗ lực hơn, vận dụng linh hoạt hơn năng lực sẵn có của mình để xoay chuyển tình thế, nhờ vậy mà đạt thành tích được tốt hơn, hiệu quả công việc nâng cao không nhỏ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này vận trình tài lộc thăng trầm bất định, có mặt tốt mà cũng có mặt xấu. Mặt xấu là bởi vì bạn quá chiều chuộng bản thân, mua sắm tiêu xài theo ý thích, cho nên tiền bạc có nguy cơ thất thoát một khoản không nhỏ. Hóa đơn tăng dần, tiền trong túi cũng vơi đi trông thấy. Mặt tốt là nhờ tài trí và sự nhạy bén vốn có, lại thêm bản năng chăm chỉ, không chịu ngồi yên một chỗ mà biết tìm thêm nghề tay trái hoặc đầu tư nên cũng gặt hái được những thành quả không nhỏ bên cạnh nguồn thu từ chính công việc của mình. Thu nhập tăng lên, đồng nghĩa với các khoản chi phí cũng tăng lên không ít, cần lên kế hoạch tài chính chi tiết cụ thể để duy trì nguồn tài lộc bền vững.
Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Canh Tý rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm, do đó bạn cần phải chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Các quý vị gia chủ Canh Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trí chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Đường tình duyên tháng 7 âm lịch của các mệnh chủ Canh Tý chẳng được như ý, mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng không thể suy đoán được, một đống hỗn độn đang chờ đợi con giáp này. Bản mệnh cảm thấy bất an và có thể sinh lòng nghi ngờ trước những biểu hiện bất thường của đối phương. Cũng chính vì thế mà giữa hai người nổ ra không ít cuộc tranh cãi, đối phương chán nản và mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải giải thích chứng minh tình cảm của mình, khiến cho tình yêu cũng vì đó mà phai nhạt. Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra cũng nên nhớ rằng người ấy sẽ là hậu phương vững chắc và luôn chờ đón bạn mỗi ngày. Bản mệnh thực sự trân trọng người bạn đời bên cạnh mình và cũng sẽ chấp nhận một người mà đã đi cùng mình từ khi mà khó khăn thì sẽ dồn hết tình cảm của mình cho đối phương. Mối quan hệ vì thế mà được nâng cấp nhanh chóng. Nên nhớ, vợ chồng hạnh phúc không phải giàu sang, cũng chẳng cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần vợ bớt một lời, chồng nhường một bước là được. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Canh Tý trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 7 năm 2022, tức ngày 9 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, giáp ngọ, có nạp âm, thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 7 năm 2022, tức ngày 21 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp bính ngọ, có nạp âm thiên hạ thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Tý trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 7 năm 2022, tức ngày 4 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Sửu, có nạp âm Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 7 năm 2022, tức ngày 16 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Sửu, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin của mình dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.